Các bạn thân mến, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 1 tháng 11 đưa tin, nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn mới có tên Hoa Song 19. Hãng tin Triều Tiên KCNA đã gọi Hoa Song 19 là tên lửa chiến lược mạnh nhất thế giới. Tên lửa đạn đạo liên lục địa mới đã chứng minh trước thế giới rằng vị thế mà chúng ta đạt được trong việc phát triển và sản xuất các phương tiện có khả năng mang đầu đạn hạt nhân là hoàn toàn không thể đảo ngược. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong khi giám sát vụ phóng. Vụ phóng diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã nhanh chóng bị Washington và các đồng minh ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Châu Âu lên án. Tiên lửa nhiên liệu rắn của Triều Tiên thử nghiệm lần này có rất nhiều ưu điểm, khi không cần phải nạp nhiên liệu ngay trước khi phóng, thường dễ vận hành và an toàn hơn, đồng thời ít cần hỗ trợ hậu cần hơn so với vũ khí nhiên liệu lỏng. Nó có thể được cất giữ và di chuyển đến bất cứ đâu, cho phép khả năng cơ động, tàng hình và khả năng sống sót tốt trước phòng không đối phương. KCNA cho hay, Hoa Song 19 đã bay được 1.000 km trong 86 phút trước khi hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên, với độ cao tối đa là 7.687 km. Chắc hẳn người Mỹ và Hàn Quốc, và kể cả Nhật Bản nữa sau khi nghe xong thông tin này sẽ phải tim đập chân run, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Triều Tiên thường chọn góc bắn cao gần như thẳng đứng trong các vụ thử tên lửa tầm xa, nhằm rút ngắn tầm bay của quả đạn hạn chế khả năng tên lửa đi qua lãnh thổ nước khác và bị đối phương thu thập mảnh vỡ. Nếu bắn với góc tối ưu các mẫu tên lửa trong biên chế Triều Tiên hiện nay có thể đạt tầm bắn tối đa 15.000 km, đủ sức bao trùm toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Nhất là nếu tên lửa này được lắp đầu đạn hạt nhân thì coi như là xong phim. Vậy thì làm sao mà phương Tây lần này không choáng váng cho được? Văn phòng nội các Nhật Bản đã lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, gọi đây là một hành động leo thang nguy hiểm cho khu vực Phía Nhật Bản cũng đồng thời cảnh báo Triều Tiên cùng thời cảnh báo Triều Tiên có thể tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa trong thời gian tới nhằm gia tăng áp lực lên các quốc gia đối thủ. Phía Hàn Quốc cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh Triều Tiên đã tăng cường các hoạt động quân sự hợp tác với Nga. Các quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận chung với Mỹ sẽ được đẩy mạnh để phản ứng trước nguy cơ từ Bình Nhưỡng. Theo Global Firepower xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2024, quân đội nhân dân Triều Tiên đứng thứ tư thế giới về số lượng quân, nhưng xét về sức mạnh quân sự tổng thể, chỉ đứng thứ 36 trên thế giới. Theo phía Nga, thật khó để gọi bảng xếp hạng của phương Tây là khách quan. Ngoài ra do tính chất khép kín của Triều Tiên, việc thu thập tài liệu về lực lượng vũ trang nước này gặp nhiều khó khăn. Dữ liệu từ các tuyên bố chính thức cũng không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế. Quân số của Triều Tiên vào khoảng 1,3 triệu người trong lực lượng chính quy, nhưng quân đội Triều Tiên là một lực lượng đa năng, nên cũng không rõ có bao nhiêu quân nhân đang thực hiện các đang thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu thực tế. Triều Tiên cũng là một trong những nước dẫn đầu thế giới về số lượng hệ thống pháo các loại, binh chủng pháo binh có hơn 21.000 pháo và pháo tên lửa. Hơn 6.000 khẩu pháo đang được triển khai ở khu vực biên giới nhắm vào Hàn Quốc và có khả năng gây thiệt hại ở mức độ hủy diệt cho quân đội Hàn Quốc chỉ trong vòng vài giờ, ngay cả khi không sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhận thức được sức mạnh của vũ khí hạt nhân trong việc bảo vệ lãnh thổ và răn đe kẻ thù, vào năm 1956, dưới sự chỉ đạo của chủ tịch Kim Nhật Thành, các nhà khoa học Triều Tiên đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu nhằm làm chủ công nghệ hạt nhân. Từ đó đến nay, Triều Tiên luôn xem chương trình hạt nhân là yếu tố sống còn của đất nước và họ đã không ngừng phát triển các loại tên lửa có khả năng vươn tới lục địa Mỹ. Vậy đến thời điểm hiện tại, kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã lớn mạnh đến cỡ nào? Nhờ ý chí tập trung cao độ, người Triều Tiên đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc làm chủ công nghệ tên lửa hạt nhân trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Nước này đã tới các loại đầu đạn hạt nhân nhiều công suất, cũng như các hệ thống vũ khí mang đầu đạn hạt nhân mới, bao gồm hệ thống tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, SLBM, hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, ICBM, sử dụng nhiên liệu lỏng hoặc sử dụng nhiên liệu rắn. Tiềm năng hạt nhân của Triều Tiên đang được cải thiện không ngừng. Nước này đang sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa đã được thử nghiệm thành công, đặc biệt là các tên lửa xuyên lục địa. Hiện tại, Triều Tiên đang nắm giữ khoảng 50 đầu đạn hạt nhân và họ đặt mục tiêu sớm sở hữu 300 đầu đạn hạt nhân. Số phương tiện mang vũ khí hạt nhân của Triều Tiên hiện lớn gấp nhiều lần số lượng đầu đạn. Ngoài các tên lửa mới sản xuất thì Triều Tiên còn trong kho hàng trăm tên lửa đạn đạo cũ hơn. Tuy nhiên, chúng cũng sẽ dần được thay thế bằng những tên lửa được cải tiến. Sự gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân này làm dấy lên câu hỏi về việc Triều Tiên sẽ bố trí chúng ở đâu. Đây là một vấn đề tương đối khó khăn do Triều Tiên có diện tích nhỏ và không có căn cứ quân sự đặt ở nước ngoài. Ở nước ngoài. Thông thường thì cách hiệu quả nhất để phân bổ vũ khí hạt nhân là dùng bộ ba hạt nhân cổ điển bao gồm các hệ thống mặt đất, hệ thống trên biển và trên không. Đây là công thức đã được các cường quốc hạt nhân lớn nhất lựa chọn để bố trí kho vũ khí hạt nhân của mình từ những năm 1960 trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang giữa hai cường quốc lớn nhất là liên xô và mỹ diễn ra hết sức khốc liệt trung quốc và ấn độ hiện nay cũng đang nỗ lực tạo ra bộ ba hạt nhân cổ điển do có cùng tham vọng địa chính trị trước những đối thủ mạnh nhất triều tiên thì có điều kiện hoàn toàn khác bất chấp thực tế rằng kẻ thù chính của họ vẫn là mỹ thì việc nằm trong vành đai bảo vệ của nga và trung quốc những nước có tiềm lực hạt nhân lớn nhất cũng đã đóng một vai trò là phương tiện gian đe hữu hiệu đồng thời Triều Tiên cũng không có tham vọng thống trị thế giới, không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ cung cấp chiếc ô hạt nhân cho các quốc gia khác và không có căn cứ quân sự bên ngoài biên giới của mình. Câu hỏi đặt ra là liệu Triều Tiên vẫn có ý định tạo ra bộ ba kiểu cổ điển hay không? Từ năm 2016, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân vào kẻ thù trên đất liền, trên không, trên biển và cả dưới nước. Tuyên bố này ám chỉ về cuộc tấn công của bộ ba hạt nhân Tuy nhiên, theo báo cáo năm 2021 của Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó trình bày chi tiết về kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân đã không đề cập đến thành phần không quân, mà chỉ nhắc đến các biện pháp hoàn thiện thành phần mặt đất của hệ thống hạt nhân, cùng với việc tiếp tục phát triển tàu ngầm hạt nhân cùng vũ khí chiến lược hạt nhân phóng từ dưới mặt nước. Vào ngày 6 tháng 9 năm 2023, tàu ngầm hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Triều Tiên mang số hiệu 841 anh hùng họ Kim đã được hạ thủy tàu ngầm này không chỉ được trang bị tổ máy hạt nhân, mà còn có thể mang theo vũ khí hạt nhân. Về mặt lý thuyết, Triều Tiên có thể trang bị cho máy bay các thiết bị hạt nhân có sẵn. Tuy nhiên điều này không có ý nghĩa gì trước các đối thủ có hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh như mạnh như Mỹ và các đồng minh chư hầu của nó ở khu vực Đông Bắc Á. Ngay cả ở Mỹ từ lâu cũng đã có những lời kêu gọi từ bỏ máy bay ném bom chiến lược, vốn loài hỏi chi phí rất lớn mà không hiệu quả bằng tên lửa xuyên lục địa cũng như tên lửa phóng từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Các chuyên gia Nga đã dự đoán những thay đổi trong thành phần hàng không của bộ ba hạt nhân cổ điển, khi các công nghệ như máy bay tấn công không người lái hạng nặng phát triển. Triều Tiên cũng đang nghiên cứu các hệ thống tương tự. Vào tháng 7 năm 2023, trong chuyến thăm của Phái đoàn Quốc phòng Nga, Triều Tiên đã giới thiệu hai máy bay không người lái hạng nặng Sebian 4 và Sebian 9, tương tự như các mẫu ở Q4 và MQ9 của Mỹ. Việc sản xuất thiết bị bay không người lái rẻ hơn nhiều so với máy bay ném bom chiến lược, với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn và thời gian bay không bị giới hạn bởi khả năng thể chất của phi công. Máy bay không người lái cơ động hơn, không cần chuẩn bị lâu để phóng và cũng không gây ra sự chú ý đối với hệ thống phòng thủ tên lửa như đối với máy bay. Các nhớ lại việc máy bay không người lái của Triều Tiên đã từng xâm nhập thành công vào không phận của Hàn Quốc như thế nào trong năm 2023 để thấy tính hiệu quả của nó. Hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thì các máy bay không người lái hạng nặng đã có thể mang bom và tên lửa dẫn đường, tấn công các mục tiêu cả trên mặt đất và trên biển. Nếu Triều Tiên có thể thu nhỏ được vũ khí hạt nhân thì việc gắn nó trên các máy bay không người lái hạng nặng là hoàn toàn khả thi. Bên cạnh đó, khi nói về cuộc tấn công hạt nhân từ trên không thì lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un không chỉ ám chỉ máy bay chiến lược và máy bay không người lái, mà ông ấy còn ám chỉ việc đưa vũ khí hạt nhân lên trên không trung để kích nổ từ đó tạo ra sóng xung điện từ nhằm vô hiệu hóa hệ thống thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng của đối phương. Và để làm được điều này thì đối với Triều Tiên không khó. Do đó, Triều Tiên hoàn toàn có khả năng tạo ra được bộ ba hạt nhân, nhưng là theo mô típ mới, chứ không hoàn toàn theo kiểu cổ điển như Nga và Mỹ đang sử dụng. Việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân là điều mà Mỹ hoàn toàn không mong muốn. Mỹ là siêu cường số một trên thế giới, nói là phải nghe, đây là phải sợ. Đã bao nhiêu nước bị Mỹ ép phải từ bỏ chương trình hạt nhân rồi, thế mà ở đâu lòi ra một anh Triều Tiên bé nhỏ, ăn không đủ no mà lại nắm trong tay rất nhiều quả bom hạt nhân có thể đe dọa cả Mỹ mà Mỹ không phải nói đây là điều rất vô lý với nhiều người, nhất là với những anh chị thần tượng Mỹ. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu tại sao Triều Tiên lại nhất quyết chế tạo vũ khí hạt nhân, dù gặp muôn vàn áp lực, cùng với việc chi phí chế tạo đắt đỏ tốn kém, sau khi thoát khỏi ách thống trị của người Nhật Bản sau Thế chiến II. Những tưởng người Triều Tiên đã được sống trong một đất nước hòa bình thống nhất. Nhưng không, số phận của họ đã rẽ sang một trang mới, khi trong hội nghị Yenta, ba siêu cường thế giới khi đó là Anh. Mỹ và Liên Xô đã quyết định chia bán đảo Triều Tiên làm hai phần, lấy vĩ tuyến 38 làm danh giới. Theo đó, Triều Tiên được chia thành hai vùng ảnh hưởng, miền Bắc do Liên Xô kiểm soát và miền Nam do Hoa Kỳ quản lý. Điều này dẫn đến sự hình thành của hai nhà nước riêng biệt, Triều Tiên ở miền Bắc và Hàn Quốc ở miền Nam. Đến tháng 6 năm 1950, Triều Tiên đã đem quân vượt vĩ tuyến 38 đánh vào miền Nam, nhằm tiêu diệt nhà nước Hàn Quốc để thống nhất đất nước. Ý định đó đã suýt thành công, có 635.000 tấn bom Mỹ đã được thả điên cuồng xuống Triều Tiên, bao gồm 32.000 tấn bom Napalm. Liên quân Mỹ Hàn đã đánh cho quân Triều Tiên phải thoái lui đến tận biên giới Trung Quốc lúc này Trung Quốc lại nhảy vào với khẩu hiệu kháng Mỹ viện triều. Với hàng triệu quân chi viện, Trung Quốc đã lại đẩy được liên quân Mỹ Hàn ngược trở lại về vĩ tuyến 38. Hai bên cứ rằng co đi rằng co lại mà không phân thắng bại, nên đến năm 1953 hiệp định đình chiến được ký kết. Tức là về mặt lý thuyết cho đến nay chiến tranh vẫn chưa chấm dứt một cách chính thức trên bán đảo Triều Tiên. Do vậy, lúc nào Triều Tiên cũng phải nghĩ cách chuẩn bị cho mình gươm kiếm để thủ thân. Các bạn đã biết Mỹ đã từng ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, hủy diệt cả hai thành phố trong chớp mắt. Sức hủy diệt của nó khiến nhiều người lo sợ, nhưng cũng khiến một số khao khát có được nó, trong đó có Kim Nhật Thành, nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên. Bắt đầu từ những năm 1956, các nhà khoa học của Triều Tiên đã bắt đầu nghiên cứu về vũ khí hạt nhân. Một số cán bộ còn được cử sang Liên Xô để học hỏi kiến thức. Đến năm 1958, Mỹ triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào pháo hạt nhân đến Hàn Quốc, khiến Triều Tiên cảm thấy rất nóng ruột bất an. Lúc này, Triều Tiên đã ký thỏa thuận hợp tác với Liên Xô để xây dựng trung tâm hạt nhân tại Yongbyon. Trong quá trình này, Triều Tiên đã tranh thủ nắm được công nghệ cơ bản về chế tạo vũ khí hạt nhân, đồng thời triển khai các lò phản ứng. Từ năm 1980 đến 1985, Triều Tiên đã cho xây thêm một nhà máy ở Yongbyon để tích lũy uranium Dành cho bạn nào chưa biết thì uranium là một nguyên tố kim loại nặng, được sử dụng làm nhiên liệu trong các lò phản ứng hạt nhân và trong sản xuất vũ khí hạt nhân. Hai đồng vị phổ biến của uranium là uranium 238 và uranium 235. Trong đó, uranium 235 là đồng vị chủ yếu được sử dụng trong quá trình phân hạch hạt nhân. Mặc dù vào năm 1985, Triều Tiên đã ký hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhưng nước này vẫn lặng lẽ nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ khi phương Tây đánh hơi được mùi không ổn. Nó liền yêu cầu Triều Tiên cho kiểm tra, nhưng nước này đã từ chối. Tuy nhiên sau nhiều sức ép, thì mãi cho đến năm 1992, nước này cũng cho phép kiểm tra, và kết quả cho thấy Triều Tiên đang bí mật sử dụng lò phản ứng hạt nhân. Hai năm sau, Triều Tiên đồng ý ký thỏa thuận đóng băng chương trình sản xuất plutonium để đổi lấy xăng dầu, lương thực và hai nhà máy điện hạt nhân nước nhẹ lại dành cho các bạn chưa biết thì plutonium là một nguyên tố kim loại nặng, được tạo ra từ uranium trong các lò phản ứng hạt nhân và có khả năng tham gia vào phản ứng phân hạch, giúp giải phóng năng lượng. Có hai đồng vị quan trọng của plutonium là plutonium 239, thường được sử dụng trong vũ khí hạt nhân và nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân, và plutonium 241 cũng được sử dụng trong các ứng dụng hạt nhân. Lúc này, Mỹ tưởng mọi chuyện coi như đã xong nhưng đến tháng 8 năm 1998, Triều Tiên đã bất ngờ phóng tên lửa Tepodong-1 mang vệ tinh thăm dò thời tiết, bay qua lãnh hải Nhật Bản. Từ thời điểm đó, Triều Tiên vẫn tiếp tục nghiên cứu và chế tạo vũ khí nguyên tử, mặc cho những cảnh báo và sức ép từ Mỹ. Năm 2002, Triều Tiên yêu cầu cơ quan năng lượng quốc tế gỡ bỏ con dấu niêm phong và tháo rỡ thiết bị giám sát tại cơ sở hạt nhân. Khi bị từ chối, nước này tự tay tháo luôn, thế mới gấu. Đến năm 2004, một nhóm chuyên gia Mỹ gồm toàn các nhà khoa học hạt nhân đã đến cơ sở hạt nhân ở Yongbyon. Nhóm này xác nhận rằng Triều Tiên có sản xuất plutonium, nhưng không thấy bằng chứng về chế tạo vũ khí hạt nhân. Cứ như vậy, Triều Tiên và Mỹ căng thẳng qua lại suốt mấy năm. Và đến năm 2006, thì Triều Tiên đã lật bài ngửa. Nước này bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân, và giờ thì không còn gì phải bàn cãi nữa. Cãi nữa. Quốc gia này đã chính thức gia nhập câu lạc bộ các nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Câu hỏi đặt ra là tại sao Mỹ rất cay mà vẫn không làm gì được Triều Tiên? Lý do thứ nhất là Mỹ tưởng đã lừa được Triều Tiên, nhưng không ngờ đã bị Triều Tiên lừa ngược. Việc ra vào hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân được Triều Tiên xem như đi chợ, Mỹ bị xoay như trong chóng. Lý do thứ hai, Triều Tiên đã bị Mỹ cấm vận cô lập đến mức cùng cực rồi, nên giờ chẳng có gì mà không dám làm nước này xem vũ khí hạt nhân là bảo bối sống còn để đối phó với kẻ thù nên đã tìm mọi cách để chế tạo bằng được họ cho rằng sự sụp đổ của iraq và libya là do các nhà lãnh đạo của hai quốc gia này đã bị phương tây lừa dối mà từ bỏ mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân vì thế nước này nhất quyết phải có vũ khí hạt nhân thứ ba là mỹ đã quá chủ quan nghĩ rằng triều tiên không có đủ năng lực phát triển vũ khí hạt nhân nhưng mỹ đã nhầm ban đầu người Triều Tiên dựa vào các chuyên gia từ Liên Xô hay Pakistan, nhưng sau đó họ muốn tự lực tự cường. Họ đã cử người đi học khắp nơi để thu thập kiến thức về công nghệ vật liệu, điện tử, vật lý học, tử ý, Romania, Ấn Độ, Trung Quốc, nơi đông người Triều Tiên cũng đến. Nhiều nhà khoa học Triều Tiên sau một khoảng thời gian đi tầm sư học đạo đã trở về để góp sức phát triển cho nền công nghiệp quốc phòng của nước nhà. Khi Mỹ phát hiện ra thì mọi thứ đã quá muộn. Còn về tiền, thì mặc dù bị bao vây cấm vận ngặt nghèo, nhưng Triều Tiên vẫn còn sự giao lưu thương mại một cách hạn chế với Nga và Trung Quốc. Họ phải thắt lưng buộc bụng để góp nhặt tiền cho việc nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân. Triều Tiên cũng đã thực hiện nhiều kế sách như buôn bán vũ khí, ngà voi, sừng tê rác hay bán quyền đánh cá cho Trung Quốc, bán cả đất hiếm cho Trung Quốc để gom tiền phát triển vũ khí. Nhìn chung, việc để một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân không phải chuyện đơn giản nhưng cuối cùng mỹ vẫn bị triều tiên qua mặt hiện nay mỹ vẫn luôn tìm cách để ép triều khí hạt nhân nhưng giờ có lẽ là đã muộn rồi người triều tiên sau một khoảng thời gian dài nếm mật nằm gai thì giờ đây là lúc họ đã thu được quả ngọt với những thành tiệu cực kỳ to lớn trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân dân tộc triều tiên quả thực là không đơn giản một chút nào các bạn thân mến nhiều anh chị me tây ở việt nam chỉ nghe đài tâm lý chiến phương tây không hiểu hoàn cảnh lịch sử cũng như hiện tại của Triều Tiên, luôn chê trách họ phát triển vũ khí hạt nhân mà không lấy tiền đó mua gạo cho dân. Các anh chị nên nhớ, về mặt lý thuyết chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên chưa chấm dứt, chỉ mới ký hiệp định đình chiến mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng Triều Tiên vẫn phải đối mặt với một cuộc chiến tàn khốc, với không chỉ là liên quân Mỹ-Hàn, mà còn là cả một tập thể phương Tây hùng mạnh ở đằng sau. Nên nhớ trong lịch sử, Mỹ từng dùng không quân ném bom giải thảm khiến phần lớn các thành phố của Triều Tiên thành đống đổ nát. Và đây là lý do khiến người Triều Tiên ôm hận Mỹ cho đến tận ngày này. Do vậy, Triều Tiên cần phải có vũ khí hộ hộ thân. Và thứ vũ khí mạnh nhất, có sức răn đe lớn nhất chính là vũ khí hạt nhân. Một khi có vũ khí hạt nhân thì không kẻ nào còn có ý tưởng tấn công vào Triều Tiên được nữa. Và vì vậy đó sẽ là cơ sở cho một nền hòa bình lâu dài. Và chỉ khi đó mới có điều kiện để phát triển kinh tế. Và nhiều người nghĩ, Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân là để đối phó với Mỹ-Hàn. Điều này là đúng, nhưng chưa đủ, kẻ mà Triều Tiên còn muốn đối phó nữa chính là chân tiểu nhân Trung Quốc. Nên nhớ Triều Tiên đã từng có thời kỳ phát triển hơn Hàn Quốc, nhưng kể từ khi Liên Xô sụp đổ, mất đi chỗ dựa lớn nhất, lại bị Mỹ và Chư Hầu bao vây cấm vận, thì Triều Tiên mới bị suy yếu như ngày này. Trong hoàn cảnh nước Nga sau khi Liên Xô tan rã bị suy yếu cùng cực, xung quanh nó thì toàn các quốc gia thù địch là chư hầu của mỹ như hàn quốc nhật bản thì triều tiên chỉ còn biết dựa vào trung quốc vậy nhưng trung quốc là một kẻ không có thực tâm nó chỉ muốn giữ triều tiên trong vòng ảnh hưởng chứ tuyệt nhiên không bao không bao giờ có ý định giúp triều tiên có được cơ hội phát triển đây cũng là kịch bản mà trung quốc mong muốn ở việt nam nhưng đã thất bại trung quốc giúp duy trì nền kinh tế triều tiên để nó không sụp đổ hoàn toàn nhưng cũng chỉ vừa đủ để nó luôn ở trong tình trạng thoi thóp thâm ý của Trung Quốc là vừa muốn giữ Triều Tiên làm vùng đệm, nhưng cũng vừa không muốn nó phát triển. Bản thân Trung Quốc cũng rất sợ Triều Tiên có vũ khí hạt nhân nên cũng vào hùa với phương Tây để gây sức ép lên Triều Tiên trong vấn đề này. Người Triều Tiên biết tâm địa và cũng rất cay với cách hành xử của Trung Quốc, thậm chí đã có thời điểm nước Triều Tiên dưới thời kỳ của lãnh tụ trẻ tuổi và đầy cá tính Kim Jong Un còn tỏ ra khá lạnh nhạt với Trung Quốc. Tuy nhiên, cùng với việc tự tin tuyên bố là một cường quốc hạt nhân toàn cầu, và với việc ký kết hiệp định đối tác chiến lược với Nga đợt vừa rồi, thì ngày nay vị thế của Triều Tiên đã rất khác. Bản thân Mỹ Hàn đã không còn có thể coi thường, và ngay cả Trung Quốc cũng phải cân nhắc lại cách hành xử, xem có nên đối xử với Triều Tiên theo kiểu tiểu nhân như trước không. Có thể nói không ngoa, vũ khí hạt nhân là một thanh bảo kiếm đang hộ vệ cho đất nước Triều Tiên, cùng với việc được Nga dần tháo gỡ gông cùm cấm vận do phương Tây áp đặt thì Triều Tiên đang đứng trước cơ hội rất lớn để rú bùn đứng dậy người triều tiên là con cháu chính tông của dân tộc cao ly trong quá khứ nên họ cũng không phải là dạng tầm thường họ đang rất mong chờ một thế giới đa cực xuất hiện và không phải ngẫu nhiên mà ngoại trưởng triều tiên vừa tuyên bố triều tiên sẽ sát cánh với nga cho đến khi nước này giành thắng lợi cuối cùng đây chính là thông điệp rõ ràng nhất của người triều tiên trong hoàn cảnh đất nước họ đã không còn đường để lùi bạn có nghĩ việt nam cũng nên có công nghệ vũ khí hạt nhân như triều tiên không nếu bạn nghĩ chúng ta nên có thì viết số một còn nếu bạn nghĩ chúng ta không nên có thì viết số 2. Hoặc bạn cũng có thể viết một ý kiến khác của mình. Ví dụ như tôi đã xem đến hết video để làm diễn đàn chúng ta thêm phong phú nhé. Chương trình hôm nay đến đây là tạm dừng. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký, chia sẻ và bấm chuông để nhận được các thông báo mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Quý độc giả có nhu cầu mua điện thoại mới? hoặc bất cứ một sản phẩm nào thì có thể nhấn vào đường dẫn mua hàng ở phần mô tả của kênh hoặc ở biểu tượng nhỏ bên góc trái video nhé. Đây cũng là một cách để ủng hộ sự phát triển của kênh. Xin cảm ơn.